ôi kìa, ôi ôi ôi. Ôi kìa, mẹ sợ chưa? Thôi. Em ơi, có chúng nhà bán ga chứ. Ô kìa. Ui. Sợ thế. May là ra được ấy, không có chết cả nhà ấy. Ừ, mấy đứa trẻ con mắc kẹt thế. Thì Kiều chạy sang bên nhà Hồng Sơn đang sửa kìa. Cái. Mấy đứa trẻ con bị mắc kẹt ở trên, may mà mãi mới cứu thôi. Em ơi, nó còn vẫn còn kiểu ui. Tưởng tượng có xe máy kìa. Tưởng tượng người ở kia nhỉ, em ơi. Em ơi, nếu mà ông ơi đừng xong cái gì này, không nhớ là nổ gì cả. Nếu mà không cứu. Ui, điện nhà, ui.